Be strong. Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay sẽ tiếp tục quay trở lại với series Cop Sàm Xí anh em à. Cũng như anh em yêu cầu làm cái luồng sáng với lại phá giáp thôi, không có đi với thiên sứ. Thì ok, hôm nay sẽ làm để xem thử sức là với level luồng sáng của mình là 17 nha, thì xem là đi được tới round thứ bao nhiêu. Thì các bạn nếu mình nghĩ thì nhiều anh em chơi thì cũng đã biết là cái tính năng của con ưu tinh của bạn support rồi, thì sẽ đi với ưu tinh, tại vì bên mình luồng sáng sẽ không có bút tốc đánh, cho nên là cần đi với bên bạn support có ưu tinh để tăng cái tốc độ công kích đó khi mà ưu tinh ăn vô luồng sáng. Nhưng mà luồng sáng lúc đó nó sẽ trở thành luồng sáng bắn ngẫu nhiên nha. Nhiều anh em hỏi là tại sao phải chừa luồng sáng không bút ưu tinh, thì đây mình cũng nói luôn là nếu mà luồng sáng nó ăn vô ưu tinh thì nó sẽ bắn ngẫu nhiên, cho nên là nếu mà luồng sáng các bạn chưa có đủ mạnh đó, thì khi mà gặp mấy con tinh anh xanh hoặc là gặp những cái con đi chớp hay là con hai bót đẻ đó, thì sẽ lúc mà quái nó chạy, mấy con quái đầu chạy nhanh quá mà máu nó trâu á, thì không có thể nào giết được, tại nó bắn loạn xạ mà nó không có dồn đam vào một cái con vị trí nhất định. Còn khi mà các bạn chơi luồng sáng mà không có ưu tinh đó thì nó sẽ luôn luôn bắn vào cái con quái chạy đầu nha. Thì nó sẽ dồn đam được vào những cái con quái nó đang chạy ở đầu, ở đằng trước đó, thì nó sẽ giết trước đó. Cho nên là, nhưng mà khi mà các bạn luồng sáng cỡ tầm 16 độ lên thì mình nghĩ là bút full new tin thì cũng không vấn đề gì, nếu mà đi với thiên sứ nha. Đi với thiên sứ thì bút full new tin thì cũng không vấn đề gì đâu, nó đánh nhanh hơn mà đi nó cũng nhanh nữa, tại vì lúc đấy luồng sáng nó đủ mạnh rồi, dù nó có bắn ngẫu nhiên nhưng mà mấy con quái nó cũng bị giết thôi, nó không kịp chạy tới với đam nó to mà. Thì ở đây mình nghĩ là ở đây mình đi luồng sáng không có thiên sứ, cho nên là các bạn đợt trước nếu mà coi cái luồng sáng mà búp cái công kích đó, cái bảo kích đó, thì nó cũng phế phế, nó không có tốc đánh, cho nên là nếu luồng sáng mà đi chay thì mình nghĩ là nó không có đi được mấy đâu, tốc độ đánh rất là chậm. Nó đánh càng nhanh thì luồng sáng chịu hồi rớt xuống nó càng lẹ thì nó mới ngon được, chứ mà đánh chậm thì luồng sáng nó chịu hồi nó lâu, đâm ra là không có khả năng mà kill boss trong một cái one hit được. Chúng ta cần những cái one hit của luồng sáng để nó giết những cái con boss phá đội hình đó thì mới đi được nha. Chứ còn gặp những cái con boss ninja hay boss âm dương các kiểu, boss đổi thì không giết được nó liền thì coi như là toang thôi anh em. Đó, cái cơ chế là vậy. Thì hôm nay mình sẽ đi cái đội hình toàn luồng sáng với lại một con phá giáp thôi nha, để phá giáp để giảm cái sức phòng thủ của mấy con quái, giết cho nó lẹ. Thì cũng thống nhất với bạn support này chắc là sẽ chừa lại một luồng sáng đi. Chừa lại một luồng sáng để nó có thể kill bớt mấy cái con quái chạy đầu, chứ không có thiên sứ ở đây thì mình nghĩ là đánh nó cũng hơi yếu đó, nó giảm đi rất là nhiều. Thiên sứ nó vừa bút tốc đánh vừa bút sát thương bạo kích nữa mà. Ở đây thì ưu tinh nó sẽ bút cho mình cái tốc độ công kích, đánh nó sẽ nhanh, nó cũng là mình nghĩ là cũng ok, nhưng mà mình nghĩ là sẽ không bằng cái những cái con tăng tốc nữa đâu. Những con tăng tốc thì nó sẽ bút, nó sẽ là nhiều con nó bút vô thì nó cũng mạnh hơn. Ở đây bạn này ưu tinh level 11 nha. Thì ok vậy thôi. Ở đây thì mình xây xong được cái đội hình rồi nè, trừ lại một luồng sáng, một phá giáp ở đây thì mình nghĩ là chắc cũng ok, tí nữa sẽ bút cái con phá giáp này nó dính ưu tinh vô nữa để cho nó tăng cái tốc độ bắn ra cho nó lẹ. Thì ok, đội hình thì mình nghĩ là vậy thôi. Để bạn bên kia bắt đầu chém lên 7 sao rồi chúng ta cùng thử xem là liệu đi được đến bao nhiêu nha. Ok, nếu mà anh em coi tới đây thấy hay thì đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Nếu mà anh em có thêm những cái đội hình nào mà có op mà lạ lạ thì có thể đề xuất dưới phần comment, mình sẽ nốt lại và thực hiện cho anh em coi thử ha. Ok, thì tới đây thì chắc cũng không còn gì nữa rồi, chỉ gọi là coi xem coi là cái tốc độ bắn của luồng sáng với lại nó như thế nào thôi. Thì không biết là đi được tới bao nhiêu, mình nghĩ là chắc cũng dưới 800 thôi anh em, mà không đi qua được xa đâu. Ok. Ok, chúc anh em xem video clip vui vẻ nha.
thousand years later.